Đó, mọi người đang ăn rất là nhiệt tình. Tôi cũng đi cũng cho tôi ăn và cho tôi uống nước chứ. Ba chị đang ngồi, ba chị này có vẻ mặt buồn. Ngon không chị? Ngon không ạ? Ngon không ạ? Dạ. Rất là ngon luôn đó. Rồi, chính nữa là chụp bên đây này, chính nữa là chụp bên đây phải chụp mình. Mọi người vẫn còn đang ăn rất là nhiệt tình quý khán giả. Trương hỏi các cô chú xem là mình là bán ăn lần sau mình có cố gắng để được ăn đúng không ạ? Nghe cố nhưng mà giờ chị Quỳnh khải quá rồi. Quay xong kia đừng cho người ta ăn chứ. Đó ạ. Cô ăn nói bụng ăn chưa rồi. Dạ. Ăn thì ăn được mà. Không cho Khương Dừa không cho ăn luôn. đây là camera quay nén đấy ạ. Đó quay lại rồi ăn không cho. Luôn. Ăn một miếng đi ạ. Không. Không ạ. Họ thích Khương Dừa chừng luôn. Nó cho dưa leo luôn. Không cho. Cho dưa leo luôn. Cho tôi ăn, cho tôi uống đi chứ. Không, uống đi chứ, trời ơi. Chị Hân ơi. Chị Hân. Chị Hân ơi, cho cô miếng nước. Trời ơi, vòng nào cũng ăn hết kìa má. Ăn mà. Không, nói chung là cái cuối cùng là ăn ngon nhất. Là dạ. Cái cảm nhận. Dạ. Cái mến mộ hai ông bà lớn tuổi rồi mà vẫn bán đồ ăn vặt, cái món ăn này rất là ngon. Dạ. Món ăn mà em vẫn nhớ hồi em còn đi học. Đúng rồi. Dạ. Cụ đã 94 tuổi rồi đó. Cái tánh cô cháy khoai bóc. Dạ. Dạ. Ăn bốc nó mới ngon. Dạ. 94 tuổi rồi. Dạ. 96. 96 đúng rồi, 96. Ăn rất là ngon lành luôn quý khán giả. Ngon. Ăn quá nào mày. Ăn quá. Rồi giờ thì cô bán là được 22 năm, 25 năm rồi. Ông là bán được 6 năm.